Hello nha các bạn, mình là Warabat Fan đây. Bữa nay ghép 3 video lại luôn nha. Cho mấy bạn coi đã đời luôn. Nói 3 video thực ra có hơn 10 phút thôi. Nói gì mà nói mấy chục phút nổi trời. Công nhận mấy lão bình luận viên móc đá đồ hay thiệt chứ. Trời nói mà nói phải bình thường nó mới chả là la hét ôm sòm nhảy nên cho choi lên luôn á. Trời ơi, đúng là nghề thiệt chứ. Mình nói hơn 10 phút là mình mệt rồi. Biết cha con giặt cái rồi, biết thiệt rồi. Nhưng mà mình hát mình để có mệt, mình nói mình nên mệt, chắc hát có hứng hơn. Chứ nó bình thường không có hứng mà. Đây, dòng này khó chơi nha. Mình lấy gì đó, ba khẩu bung xe với đây một khẩu đại bác mình phục nghe 600 m tục bao ngon một hàng cái set này bao ngon nha. chỉ cần level 7 thôi là bạn lên bậc thầy đánh bình thường rồi, mình đang bậc thầy đó, mới lên cái đây mấy bữa. Không biết nó có cho xuống không, xuống thì tốt, không xuống thì thôi. Mà chả có hứng thú gì mà đào, đào chán lắm. Đào, cách đào làm sao, mình chia sẻ luôn. Là bạn vào cái đấu mà một người á. Đó, một người FFA đó. Rồi bạn cứ đánh khoảng 2 phút. Đánh khoảng 2 phút là được, kê đam là được. 2 phút sau bạn thoát ra, đúng không? À, thoát ra là đã tính cho bạn một trận, là giảm mấy chục điểm á. Thì sau đó bạn lại trên cái đoạn thứ hai, lại 5 phút, 2 phút là bạn ra. Không cần chết robot thì gì á. Không cần, quan trọng là bạn gây đam. Gây đam xong rồi 2 phút sau bạn thoát ra. Bạn làm đi một lần, 5 lần vậy, bạn nghỉ nữa khoảng 20 phút. Nghỉ 20 phút, xong rồi bạn lại làm 5 cái, bạn nghỉ 20 phút. Cứ vậy vậy là hồi là tụt răng là số lượng lớn luôn. Dễ lắm. Rồi bạn phải kiên nhẫn. Mà mình nói bạn đao vừa thôi, bạn đao khoảng 2 bậc thôi. Ví dụ như từ kim cương thì bạn đao xuống vàng 1 là bắn là được rồi. Chứ bạn mà đao sâu quá đó thì nó lên nhanh lắm. Bạn càng đao sâu thì nó càng lên nhanh. Đó là quy tắc của thằng Bisu. Tức là bạn nó cảm thấy, hệ thống cảm thấy bạn quá mạnh là gần như ngay lập tức nó đẩy bạn lên cái răng cao hơn liền. Sau vài trận là đẩy, vài trận là đẩy. Cho nên bạn đừng có mà đau nhiều quá làm gì, tại vì vô ích thôi. Mình nói thẳng là vô ích, tại vì nó đẩy bạn lên nhanh lắm. Đau lâu nhiều quá là nó đẩy bạn là chóng mặt luôn. Vậy thằng đau vừa phải, xong chơi có thắng có thua nó vui chứ, vừa sức mình là được rồi chứ không lẽ ba trận nào cũng thắng. Và muốn chơi trận nào cũng thắng mình đè đầu kể cổ người ta thì bạn mới nạp tiền thôi, nạp chừng mấy chục triệu đi thì bạn muốn lẽ bạn làm. Nên mình nói rồi, phải mấy video trước mình nói rồi, nó cho bạn là một mùa khoảng mấy tháng á. Bạn chơi được mấy tháng bạn lại phải nạp tiền tiếp thì nó đẹp, cái robot của bạn giả mang lắm đó. Con rắn giảm 50% sức mạnh rồi đó. Còn dê cũng giảm, rắn cũng giảm, mới có thông báo xong. Mình tuy là không còn ở trong group nhưng mà mình vẫn theo dõi mấy cái live stream của các youtuber nước ngoài thì mình vẫn biết được tin tức, không nhất thiết phải vô group. Thì con dê sẽ bị nẹp và con rắn sẽ bị nẹp, con Ochi sẽ được búp 20% máu. Nhưng mà mình thấy 20% máu có ý nghĩa gì đâu, cái skill nó vẫn cùi, cái thời gian mà hồi skill quá lâu nên nó cũng chẳng hữu dụng gì lắm, con nó vẫn phế.
kẻ thất vọng gì. Mình thấy giờ chơi mấy con robot cũ vẫn vui như thường, cái gì đâu. Hình hền nó bốc lên cái đang ngon luôn. Chơi robot cũ vẫn vui nhé, không phải là phải meta mới vui đâu, quan trọng kỹ năng các bạn á. Đối với bậc thầy trở xuống thì kỹ năng, bạn có kỹ năng thì bạn vẫn chơi được bình thường. Có vô địch thì nó cúp cao thì nó thiên về tiền bạc quá rồi, đó mình không nói. Vô địch cấp cao khoảng 8.000 cúp là bạn phải bỏ tiền nhiều lắm. Mày mấy cũ mới chơi nổi đó. Còn không nó hành mày như là cái mảnh rách luôn. Lúa đầu ra là nó tiễn, lúa đầu ra là nó tiễn. Cái trò dê vào tận nhà các bạn nó tiễn mà lên được. Cho nên lên 5.000 thì bắt đầu khó rồi đó. Lên 8.000 là thôi rồi. Lúc đó không có dê MK3 thì bạn khó sống của tụi nó. Nhờ tâm sự chút đỉnh vậy thôi. Có đau răng đau. Nhưng mà mình không khuyến khích bạn đau đến hành gà nhé. Thì chơi vậy là chơi dơ. Nói rồi, chơi vậy là chơi dơ. Cái các player robot mà chân chính không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Chơi dơ giấy quá là không chấp nhận được nha. Yếu thì đao xuống một thanh đất để mà kiếm đồ dễ thở thì được. Chứ mà cứ đao xuống mà hai hit em qua tận nhà giết người ta là thôi. Nó reward cho lại bị giam. Thế cái đó ăn reward hơi bị nhiều. Ừ, nó cũng đâu có vừa, cái từ nước ngoài nó cũng không giữ đâu. Nó thấy chờ điếm như nó là nó report một thằng 5 lá thư, 5 thằng 25 lá, một trận 25 lá, rồi bà đi đâu. Rồi cái thằng đi xô nó để giam mà thôi vậy đó. Thì tốt nhất là chơi quân tử một chút, đừng có mà điếm quá. Điếm quá là có tác hại đó. Mình đang chơi con Hima sắp xong trận nè. Trận đầu thắng nhé. Giết sạch rồi. Sạch con địch rồi. Rồi trận 2. Trận 2 thì mình đang dùng con Erebus. Mình chơi hay heo. Heo, súng heo. À heo. Heo này cái heo gì. Heo rừng, heo quay không biết. Người tên nó là heo. Rồi khẩu này mạnh nha. Xác định khẩu này mạnh đó chứ không phải yếu đâu nha. Mới level 7 thôi đó mà mình quét map được rồi đó. Bậc thầy nha. Vô địch thì mình không biết chứ bậc thầy quét map được luôn á. Level 7 thôi. Rồi xịt. Cả đứng mà xịt cho thôi gì đâu. Nhưng mà phải có kỹ năng một chút. Tại bạn phải áp sát trong 600m. Chứ không phải như hàng Reaper thì phải 800. Còn khổ là dê 1.100. Khổ là dê là từ đầu map bắn đến cuối map luôn á. Nhưng mà đam nó yếu lắm. Lên đằng cao cái khổ là dê như là chọc lét người ta chứ bắn mất gì. Đó bạn thấy một băng đạn là chết con Igumi. Một băng thôi chết. Igumi mình gặp khẩu heo rồi nó thục chết. 3 khẩu đủ chết, bị nó 4 khẩu. Gặp Sirius thì chết lẹ nữa. Sirius cái skill của nó là tăng đam. Mà Pilot của nó mỗi lần siêu lại tăng đam nữa. Mà nó 4 khẩu, mà tính đi. Mình nhấn một phát là một mạng, nhấn một phát là một mạng cái vậy. Không cần Reaper đâu, chạy heo đủ rồi. Có ai đeo bớt thì nhìn có giống heo chứ. Heo đúng màu. Rồi sốt có cái nhấn người ta chết người đơn giản không. Mình có flood nữa nhưng mà flood yếu quá. Flood 800 không mà khẩu này giật phê nhiều. Mình cũng chắc nó cũng nâng cấp chơi thử cho nó xem. Mình có 4 khẩu chẳng nên cái series cho cầm thử chơi con flood cho nó có tục ngon.
Erebus giáp nó dày lắm, chỉ sợ gặp xuyên giáp thôi. À, nó xuyên giáp mình đó, xuyên giáp thì chết, ngầu giấy lắm. Thấy con trâu bò này gặp phong xét cũng chết. Mà thấy cái con gì đó, con đệ tử mình dễ thương không, nó bắn được laser nha. Nó tích cực lắm đó nha. Mà nó tăng phần trăm sát thương nữa, cũng quay quá trời quay mới được con này thôi á. Con này hiếm nha, tôi nghĩ bắn laser này hiếm nha, chơi vui mà hiếm. Lại lúc này mình cũng ít quay cây rồi, đồ đủ rồi. Chà, con này chắc thứ dữ đi nè. Nó bùng súng nó giết mình luôn rồi. Chưa. Rồi tiếp theo là ăn lơ một lửa ba độc. Con nó hạ con Limanan. Giờ mình nên chết cho bà khờ giết lại bằng lửa. Tục máu tục ghê, xuyên giáp luôn, xuyên giáp xanh luôn. Chết mà nó mất giọt nào luôn. Limona phế quá trời, Limona này con bây giờ phế quá, hàng có băng lửa thôi đúng chết rồi, nó thua con Behemoth nó trâu rồi. Lát mình chết bởi Behemoth, nó trâu quá. Chết chị băng gì lửa mạnh nha. Rồi bạn thấy nó đốt chết người dở rồi. Là bà sáu á, súng là bà sáu chết. Nhìn lắm, nhìn lắm. Đây bè mốt nè, con trâu bò nè. Rồi nó thục cái chết liền luôn nội, banh giáp liền thục chết. Chị em nói ăn lơ mà xách lá cà không lại Behemoth nó mạnh quá. Với nó gần chết được rồi, cho nó hạ được mình á. Behemoth mạnh thiệt. Thế con quỷ này ăn ké nãy giờ nè. Ăn chọt thì trên chọt xuống. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.